Trước diễn biến dịch lan rộng tại các tỉnh thành, các khu công nghiệp phía Bắc và mới đây đã xuất hiện hàng loạt các ca nhiễm bệnh tại các nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất chính phủ bổ sung thêm đối tượng công nhân tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm để chấm dứt chuỗi lây nhiễm dịch, ổn định sản xuất, phục hồi kinh tế. Dịch bệnh hoành hành đã hơn một năm, khiến cho nhiều doanh nghiệp lao đao. Các biện pháp giãn cách, phòng vệ được áp dụng tốn rất nhiều chi phí. Mặc dù vậy, đợt bùng phát lần thứ tư này, nhiều nhà máy đã không tránh khỏi bị lây lan và phải đóng cửa một thời gian. Còn người lao động luôn làm việc trong tâm trạng lo lắng và bất an. Chúng đều là lo lắng cho tất cả cho cộng đồng và gia đình nhà mình là nó làm sao, nghĩa là bệnh dịch nó nhanh gọi là bớt giảm đi cho bọn em đỡ lo. Làm việc tại doanh nghiệp tập trung đông lao động, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người hàng ngày. Vì vậy, mong mỏi của nhiều lao động như chị Hương là sớm được tiêm vaccine phòng dịch. Thực sự trong một môi trường đông công nhân như thế này thì chúng tôi cũng rất mong là được mình tiêm vaccine để phòng chống bệnh dịch hiện nay. Với doanh nghiệp mà đông lao động như này và rất dễ bị lây nhiễm cộng đồng thì người lao động chúng tôi họ cũng rất mong muốn được nhà nước quan tâm tiêm vaccine để yên tâm làm việc. Để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động, mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục kêu gọi và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong toàn quốc quan tâm dành kinh phí mua vaccine phòng chống dịch bệnh cho người lao động. Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp căn cứ nguồn tài chính hiện có tham gia hỗ trợ một phần kinh phí cùng doanh nghiệp mua vaccine để kịp thời tiêm phòng dịch cho người lao động. Bây giờ chúng ta hiểu được rằng là cái việc mà hỗ trợ cái nguồn vaccine cho công nhân lao động thì đó là một cái quyết định rất là sáng suốt của chính phủ. Và tôi nghĩ rằng là cái này là chúng ta phải quyết tâm và chúng ta phải thực hiện ngay. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu chiến dịch tiêm 836.000 liều vaccine, đợt lớn nhất từ đầu mùa dịch. Trong đó sẽ bắt đầu tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và công nhân là những người được ưu tiên tiêm trước. Qua cái đợt dịch lần thứ tư này, thấy một cái nhóm rất là nguy cơ rất là cao, đó là các công nhân làm ở cái khu công nghiệp. Và chính họ là những cái người mà sản xuất ra cái củ cải vật chất hàng ngày, họ người sản xuất trực tiếp. Chính vì vậy đây là cái đối tượng mà chúng tôi đồng tình là đối tượng rất là quan trọng trong cái việc bổ sung vào cái đối tượng ưu tiên. Hiện nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Ấn Độ và Canada đã chủ động ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân để bảo vệ các khu công nghiệp. Rõ ràng, bên cạnh lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, thì bảo vệ sức khỏe của công nhân lao động là vô cùng cấp thiết.